các anh các chị gọi cụ về để xơi cơm đi. Phần hương, phần hương anh nha, con trai cả lên để châm ba nén hương đi. Đồng giá cũng cung vái, gia đình nhà mình vái hai vái tự do đi. Kim mà cứ vì Việt Nam quốc, Việt Nam quốc Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thành nhị phố, phố Yên thị Tân Hương, xã Duyên, Bắc xóm. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm Tân Sửu, Trần Ninh Hương hồn cha là Trần Quốc Chu Hồng Thọ 76 tuổi. Giờ này đây về trước linh sàng, con trai con gái dâu thảo dễ hiền, quỳ trước linh sàng kính thỉnh chân linh hương hồn cha là Trần Quốc Chủ. Cha ở đông tây nam bắc, cha về hiến hưởng lai đông bữa cơm cuối hạ ngày. Cùng tiến tập bàn phổ tiêu hương đăng đăng Phật cảm chiêu cao thượng đăng. Nhân sinh tại thế hòa mấy người, sông tám chín mười đôi ba lăm cũng cả một đời, sông Phật số biết làm sao hòa được. Trong buổi xuân xanh ơn mẹ cha đạo cả sinh thành, đêm này dậy dỗ đường ăn nhé ở việc của việc nhà cha nó về thất nghi ra cho xuống họp cháu con qua đoán. Cùng thường đạo cả nồng chúng con yêu thảo đền đi ơn nết kẹo cần thẳng người sớm hôm mong nối được ra phong cơ chi. Ba nó bảy nghĩ cha mẹ vất vả chăm về cho vẹn toàn đường nó nối kia, tuy khó nhọc nhưng cảm lòng hạ dạ. Thế mà nay bỗng đầu gió cả quất bè cành mai hoa, địa cây rụng cánh tơi bời, yên địa tổ kêu xuân thọ võ. Chúng con mong cha trường thọ để diệu dắt cháu con nên là người. Nay ở đâu chẳng đặt sao rồi, cha đã khuất về nơi Tây Trúc. Ngày dày sâu khắc đêm mà vắng nằm canh nhớ nơi ăn trốn ngủ giường nằm, như cắt ruột sát lòng cháu con nơi trần thế. Phần này cho
trong má tiểu. Nhà xin mời con trai, con trai cả đây để rót cho cô tuần rượu đi. Rót ba chén, ba chén ít thôi. Đồng giáo khúc cùng bài Đại Thánh A Di Đà Phật, Đại Thánh A Di Đà Phật, Đại Thánh A Di Đà Phật, quy a khứ này, quy khứ này, thân bằng dụng sở kiểu liên khai thể cùng tiếp dẫn Di Đà. Hỡi chân là linh hương hồn cha là trần quốc chủ ơi, sinh ra ký tự quy ai đã thoát khỏi luân hồi thâm ma, thoát đời người cửa hồ qua cửa sổ vong a hồn tịnh độ, nghe lời phó chúc minh sư kim cổ đông tây tự bay tới hạ giờ tạo hóa sinh ra ai mà thay được âm dương cách biệt hồn đã hoan hỷ tình tâm mà trai gái rẻ dâu phương trường cửa nhà thịnh vượng an khang này bỗng đầu nghỉ ngút khói hương hồn về suối vàng siêu sinh tình độ. Chúc hồn cổ hương đan thành đèn hương chén đã nước cơm cành chúng con xin cúng ngả giang chấm ma tiểu. Đồng giá vô cùng bài Nam Mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Tát. Hỏi chân linh hương hồn ni cha là trần nặng quốc chủ ơi cha họ mấy số tuổi, hơi chân linh hương hồn cha ơi ná dục hoa tàn mây tàn nước ngã biết chúng con càng thương càng ngã tiếc công của mẹ cha tạo hóa sinh ra sao mà hiện thế để hồn bụi bỏ dù áo ra đi người ở người về cách ngã biệt biết làm sao được dẫu như vạn lịch nhi châu báu đầy khoa đỡ bước xa cơ mạnh cùng ngã số tận tại ba nối nạp địa đắp thiên thời kinh sở lưu đời đến không tử cũng thế mà thôi huống chi linh hồn ni cha nay hợp họ bảy sáu tuổi. Hỏi chân linh hương hồn cha ơi, chúng con vẫn biết rằng sống là gửi thác là về nơi tiên cảnh này cháu con rể dâu trai gái lòng kính thương hồn thiết tuần thị thực vong hồn thụ hưởng đan thành nén an trước cảnh chúng con xin cúng ngả giang nghi chấm ma tiểu. Đồng giá cúc cung ba bay
ơi chân đã linh hương a hồn đi cha là chân đã quốc chủ ơi cha hồng thọ bảy sáu tuổi giờ này đây trai gái rể dâu cùng các cháu nội ngoại kính thỉnh chân đã linh hương hồn cha ở đông tây nam bắc cây cao bóng cả ngã ba đường cha về hiến hưởng nay đồng bữa cơm cuối nhà ngày phủ nào dung dương dục xong thân chúng con biết lấy của chi mà bao đáp thì thực nhất tuần lễ bảo ân mời hồn rơi cả chén tuần là ba phổ mẫu ân thầm chung hiếu việt phu thế nghĩa trọng đã phân ni hiếu sinh hiếu tử luân hồi vô sinh vô tử vô khứ nay sinh tử khứ nay vô gì mộng đốc phao trần na thế tình niên đây hình nhị vàng ngày kha tiếc vóc ngọc khá thương sinh từ đôi đường đi qua một phút sự đời chẳng ngã tiếc những khắc hoài hồn ni hoa con cháu xót xa nhớ ơn công đức sinh thành dưỡng dục cảm tạ công nào một đời chất chiêu xây cơ dựng nghiệp bỗng hồn phách nương nơi tình cảnh nghiệp gian để lại trần ni ai công đức một đời cháu con ghi nhớ phần ni ấm mê thực xin đã mời cô con dâu cá rồi dâu cá lên để lấy thức ăn và bắt cơm cho cổ đi đồng giá vô cùng vãi hỏi chân là đinh hương hồn cha ơi giờ này đây bữa cơm cuối ngày con dâu dâng lên bát cơm hai hàng nước mắt tràn đầy khổ đau trước giờ giây phút xa nhau phần chúng con dâng lên bát cơm gọi hỏi cha về hiến hưởng nay nâng bữa cơm cuối nhà này từ nay khuất vắng dưới nam ca nào đâu hình bóng vắng cửa nhà khom chúc phất phơ cơn gió thoảng cảnh ngô đã tràn hạt sương xa mời hồn về rơi bạt cơm thương nghi phần ni điểm mi cha cô xin mời một cô con gái lên để rót nước cho cụ đi một cô con gái lên để rót nước đồng giá phúc cùng vai hỏi chân là đinh hương hồn cha ơi phần đi con đi là gái con đi làm má dâu chúng con biết lấy chi cha nghĩa sinh nghĩa thành từ nay cách mặt dưới tuyệt đại nhà quạnh đau hề thấy vắng cha thân đã tích họ hàng sầu thảm mã thiết rẻ dâu con cháu tiếc thương ngả hồn biết lấy của chi mà bao đam mê hương ba liên rượu tam tuần bát cơm chúng con dâng
trên tay, hai hàng nước mắt tràn đầy khổ đau trước giờ dã biệt chia ly. Phật chúng con dâng lên mời cha về hiến hoàng lại lâm bữa cơm cuối nhà ngày. Nam mô vô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Tát. Ná dục hoa tàn ni mây tan nước ta biết càng thương càng tiếc công của mẹ cha. Tạo hóa sinh ra sao mà nghiệt na thế, để hồn bụi bỏ dù áo ra đi. Kẻ ở người về âm dương cách ngả biệt, biết làm sao được giàu như vạn lịch châu báu đầy kho đỡ bước xa cơ mệnh cùng số tận. Tại ba núi lạc địa đắp thiên thời, kinh sử níu đòi đến không tử cũng thế mà thôi. Huống chi linh hồn cha hồng họ 76 tuổi, sống là gửi tháp ngã về thiên hạ cảnh này. Cháu con rể dâu trai gái lòng kính dâng nén hương bát cơm chén nước. Cháu con xin cung giang mấy lời chúng con kể để chiêu hồn cha về hiến hưởng nay lâm. Rượu tam tuần lễ bạc kính dâng hương ba nén khói bay trước án. Hồn cha này đã bất du cực nạc, hay còn thong dong cưỡi hạc chân mây, hay vui thú cỏ cây sông núi. Nghe tiếng chúng con gọi vong linh tỉnh dậy về hiến hưởng nay lâm. Từ nay chỉ còn những ngày dỗ Tết, ba nén hương thơm cha biết đường về sang hèn cha đừng có chê. Bát cơm mà quả trứng chúng con xin phục thờ đồng giá lễ tất. Vâng, vừa qua đoàn nhạc chúc mừng các anh các chị đã mời cụ bà hiến hưởng lễ đấm bữa cơm cuối ngày. Tôi đây đã bạn tất, các anh các chị đứng dậy để thu chiếu để đón lễ những người thăm viếng.